Nam mô A Di Đà Phật. Trang 93, câu N là không được nhận tiền thù lao hay quà cáp trả ơn cho việc hộ niệm, đúng không chưa vậy? Đúng. Khi mà đi hộ niệm mà đặt tiền thù lao thì thành ra là buôn bán không tốt. Chư Tổ cấm không cho nhận tiền thù lao. Mà thường thường trong cái nhà Phật chúng ta gọi là xin cho gửi tiền công đức. Không nhận. Quà cáp trả ơn cho việc hộ niệm. Không nhận. Chú ý cái chỗ là trả ơn việc hộ niệm. Tức là tiền công đức thì chúng ta không nhận. Nhưng mà thực tế ví dụ như mình thấy có những ban hộ niệm được một cái vị mạnh thường quân người ta yếm trợ cho một chiếc xe ngon lành để dùng cái phương tiện này để đi hộ niệm. Thì cái ban hộ niệm đã nhận và điện thoại tới giờ hôm nay như vậy tôi nhận như vậy có bị lỗi không? Tôi nói không lỗi gì hết. Cứ nhận. Là tại vì cái người này không phải là người ta trả ơn, trả thù lao cho cái việc hộ niệm. Mà người ta phát tâm yếm trợ để cho việc hộ niệm được phát triển tốt, có cái phương tiện cho người ta đi. Thì giờ tán thán cái chỗ này. Tại cái chuyện này là cái chuyện phát tâm người ta. Ví dụ như chư vị phát tâm làm máy này, phát tâm làm sách này, đều là phát tâm yếm trợ cho việc hộ niệm hoàn toàn, không phải là trả ơn cho cá nhân. Mình đưa ra ví dụ cụ thể là mình cần một cái conference, tức là cái hội thảo quốc tế trên Internet. Bác sĩ phát tâm mua một cái TV. Cái TV đó không phải là để mà trả ơn thù lao, cái này là thù lao đâu. Nhưng mà cái này là sự phát tâm yểm trợ để cho phát triển cái chương trình hộ niệm. Đó là điều tốt. Cho nên chư vị thấy rõ ràng là mình phải phân biệt cho kỹ. Chính vì thế mà ở Việt Nam có những cái ban hộ niệm. Có nhiều khi cái thành viên ban hộ niệm ta phát tâm ta mua một chiếc xe. Ví dụ như ở tại quê của tôi có một anh kia. Anh gom nhốt tiền tài sản vật mua được một cái thứ đất cũng còn khá. Khi mà anh biết tôi rồi anh bàn với vợ sao bán những cái đất đó đi. Chia làm hai đàm, phần của bà thì bà lo trang trải nào là kinh doanh, còn phần của tôi một nửa tôi mua chiếc xe yếm trợ cho ban hộ niệm. Và anh làm tài xế, anh lái xe người ta luôn. Mà xe, cái xe nó có 7 chỗ mà nhiều khi anh nhốt vô 20 mấy người để anh đi hộ niệm. Tại đó là cái sự phát tâm của người ta chứ không phải trả ơn gì cả. Tại chính anh là người hộ niệm mà. Cho nên cái chuyện này chưa về phải phân biệt cho rõ để ban hộ niệm khỏi bị trở ngại. Có một vấn đề nữa, ví dụ như có nhiều người ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà ra tới Hà Nội để mà hộ niệm cho người ta. Thì người ta điện thoại tới, bây giờ tôi đi như vậy không có tiền thì sao? Tôi nói không có tiền thì nói tôi không có tiền đi. Thì gia đình phải mua vé máy bay cho cái người đó, người ta đi hộ niệm chứ bây giờ tiền đâu người ta đi. Chú ý cái đồng ý chỗ này không? Thì cái chuyện mà gia đình mua vé máy bay để mà tạo phương tiện cho cái người này đi từ Sài Gòn đi ra Hà Nội để hộ niệm. Đây không phải là thù lao. Tôi biết là có nhiều ban hộ niệm người ta hy sinh cả một cái cuộc đời của người ta mà đi hộ niệm. Chứ vì chưa thấy những người mà ta đi xa mà lũ lụt như vậy mà người ta phải treo ghe mà đi. Đi mà mình nắng non dải về mà đem nước theo. Đi xa người ta sợ ăn cơm, tốn cơm của gia chủ người ta đem gạo theo. Mà đem gạo nó rớt chứ xong bước mềm lên chừng tới nơi thì gạo chưa nấu mà đã sình hết trơn rồi. Có nhiều cái chuyện đó, nó khó khăn vô cùng. Cho nên thực sự là ở Việt Nam có những người ta phát tâm quý lắm. Không nhận tiền thù lao. Nhưng mà cái phương tiện nhiều khi chúng ta không đủ thì gia đình phải chi cho cái chuyện đó. Xin các bạn niệm không ngại ngùng. Chứ vị đồng ý chứ gì phần này? Rõ rệt. Câu M. Mục đích hộ niệm là giúp người vãng sanh. Hoàn toàn không liên quan tới chuyện tiền bạc. Đúng hay sai? Đúng. Có nhiều ban hộ niệm đặt ra cái niên liễm ít ít cũng được để tạo chừng các cái cơ hội gì mua những vòng hoa để mà đi điếu. Dư âm nói thẳng không có một cái niên liễm nào hết, một đồng cũng có nữa. Thành ra là cái ban hộ niệm không nên đặt cái ban ngồi là cái ban tài chánh. Làm thư ký ghi sổ sách thì có chứ không có ban tài chánh. Một người nào người phát tâm ra tôi phát tâm yếm trợ cho ban hộ niệm thì tự họ họ làm cái ban tài chánh luôn. Đó là điều đúng.
Còn ban hộ niệm chúng ta không nên giữ cái phần đó. Hoàn toàn không có kêu gọi một đồng nào hết. Hãy có tiền thì mình đi, không có tiền thì mình nghỉ. Chúng ta làm việc tùy duyên. Xin thưa với chư vị, khi mà chư vị phát tâm vững vàng thì chư thiên long hộ pháp gia trì cho chư vị. Đừng lo cái chuyện tiền bạc, nhất định đừng lo chuyện đó. Có nhiều người lễ mễ quá, người ta quỳ xuống, tới cầm thì tên đã đưa lên cho công đức nữa. Bây giờ làm sao? Nếu nhận người ta quỳ qua làm sao? Tôi nhận đi, xin cho tôi cái đĩa. Đĩa làm gì? Để trên bàn thờ, tôi xin cúng cái tiền này để mà mua hoa quả, để mà cúng tùng thoát chân linh. Mình thẳng thắn cái chuyện đó. Cho nên xin thưa với chư vị là không có thù lao, không có mua một cái lẵng hoa mà cúng dường cho cái đó nữa, không còn. Nếu mình làm ra cái lễ thì cái lễ đó nó loan truyền ra. Có những ban hộ niệm ta nghèo quá đến nỗi cái lẵng hoa người ta mua cũng nổi nữa. Ở Việt Nam có nhiều cái chuyện khó khăn vô cùng, chúng ta phải hiểu. Trước đây có những người mà tự phát tâm ra hộ niệm, tự động bỏ 1 triệu, 2 triệu gì đó mua quà cáp gì đó để mà cúng thí thực gì đó. Tôi nghe nó tôi thẳng cảnh cáo liền. Rồi điều này nó thành ra cái lễ. Mà cái lễ rồi thì mình thấy chỗ này thề lắm, nhưng mà tới chỗ khác thì không tốt. Tại vì ban hộ niệm này có tiền, ban hộ niệm kia không có tiền. Người ta nghèo sắc sơ làm sao người ta có thể làm được. Cho nên mong chư vị là hộ niệm không liên quan tới chuyện tiền bạc. Có một trường hợp xảy ra như thế này. Người ta đi hộ niệm mà đổ cái xe đạp cũng có đi nữa. Một chiếc xe đạp người ta chở 5 người ta đạp đi. Có nhiều người ta phát tâm ra là mua những chiếc xe Honda để mà gửi tụi nó cái đây tốt, không sao hết, cứ phát tâm. Nhưng mà ví dụ như vận động thì không vận động, ai muốn phát tâm thì cứ phát tâm. Tôi ủng hộ cho chuyện đó. Tức là phát tâm gì? Phát tâm mua chiếc xe Honda cũ đưa đi. Cái đó mình có thể chấp nhận. Tại một chiếc xe đạp mà người ta thồ nhưng mà chở 5 người. Chứ vị tưởng tượng đi. Chứ cũng được nữa. Ngon lắm đấy. Đó là những trường hợp ở Việt Nam. Chỉ ở Việt Nam mới có, chứ ở đây không có đâu. Ở đây làm gì có được như nó. Tôi đã gặp một chiếc xe mà chiếc xe tôi ngồi chiếc xe đó rồi. Cái vị đó nói, thầy biết không? Cái cư tôi còn thầy con. Chiếc xe này có lần con chở 27 người. Mà rõ ràng mình ngồi cái 5 người là chặt muốn chết rồi. Hồi thở mộng nói 27 người làm sao mà chở cho được. Cái là người này nằm trên ghế người kia nằm trên ghế người nọ. Công an chặn lại. Chặn lại mà để bắt đó. Bắt thì nó ngừng lại xong rồi mà. Cá gần cái là gần tiếng đồng hồ mà gỡ số người mà ra mất. Tức là cứ ra cứ ở trong đó, cứ kẹt trong đó làm sao ra được. Nó cứ nhét chứ, cứ rút ra, rút lại. Ủa chết sao nhùi ra một đống. Hết đó luôn. Chiếc xe có phải cái nằm chỗ bảy vô tôi quên rồi. Mà chở ăn mấy người. Công an nói cho ông làm gì mà chở giữ thì tôi đi hồn niệm. Mình nghe đó mà có mắc cười. Cho nên ở Việt Nam có nhiều chuyện vui lắm. Rồi cho nên mình nhất định là không có liên quan gì tiền bạc. Cho nên khi mà chuẩn bị gặp một ban hộ niệm nào mà nói tới chuyện tiền bạc thì xin thưa thẳng là cái ban hộ niệm đó làm không đúng pháp. Không phải là người hộ niệm chân chính đâu. Câu N. Khi tham gia hộ niệm không được tự ý thêm bớt phan duyên. Đúng hay sai? Đúng. Cái điều mà thêm bớt, xin nói kỹ cái chỗ này một chút. Rất nhiều ban hộ niệm tự động lên một cái chương trình là trước khi hộ niệm còn phải tụng kinh Địa Tạng, một tuần hai tuần gì đó, một biến hai biến gì đó mới hộ niệm. Thì đây là tự thêm vào cho pháp hộ niệm không có. Có nhiều ban hộ niệm tự động đưa ra quy luật là trước khi hộ niệm lập đàn sám hối cho người bệnh 2 ngày 3 ngày gì đó rồi mới đi hộ niệm. Đây là tự họ thêm vào cho trong hộ niệm không có. Có nhiều ban hộ niệm lập ra chương trình là trước khi hộ niệm phải lập cái đàn cúng thí thực cho cô hồn, cho các vị cô hồn gì đó, vong linh gì đó hướng rồi mới hộ niệm. Đây là tự họ thêm vào. Có nhiều người hỏi giọng nói là điều này đúng hay sai. Giọng nói là đúng thì giọng không nói đúng, mà sai giọng cũng không nói sai. Mà giọng nói là chư tổ không đưa vào thì chư vị không được tự động thêm vào. Phật không dạy như vậy thì chúng ta không được làm như vậy. Tại vì làm như vậy thì sau này pháp hộ niệm sẽ là một cái pháp sao thập cẩm, không còn chuyên nhất nữa. Mà khi không còn chuyên nhất nữa thì sau này cái pháp hộ niệm nó sẽ mai một cách rất là nhanh chóng. Chư vị nên nhớ cho kỹ cái điểm này.
Chính vì thế mà khi thêm vào thì là pháp Phật thêm vào, thì nói sai là không phải là sai. Nhưng mà không cần mà chúng ta thêm vào thì tự động cái pháp hộ niệm đầu tiên là đơn giản vô cùng, đưa thẳng người ta đi về Tây Phương. Coi chừng nó biến thành những cái phương thức khác, gọi là xen tạp. Pháp niệm Phật rất kỳ về xen tạp. Chính vì những người mà thực hành cái pháp này không chú ý chỗ này, cứ thấy hay hay mình đưa vào. Đưa vào tưởng là hay, nhưng mà nó tạo ra gọi là cái mạt pháp, không còn chánh pháp nữa. Người sau không biết đâu mà mò nữa. Chư vị nên nhớ cho kỹ. Thí dụ như tụng kinh Địa Tạng, tốt hay xấu? Tốt. Nếu người này hồi giờ huân tu kinh Địa Tạng, người ta có cảm ứng kinh Địa Tạng, người ta yêu cầu thì mình làm. Và nói thẳng đây là do cái nhu cầu riêng của chỗ đó. Tại vì có rất nhiều chỗ khác người ta hồi niệm hoàn toàn không tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà vãng sanh vẫn tốt đẹp như thường. Thì tại sao chúng ta bắt buộc phải tụng kinh Địa Tạng? Có những ban hồi niệm tự động nói là phải tụng 10 biến chú Đại Bi để giải nghiệp trước mới hồi niệm. Thì đây là tự họ đưa vào. Tại vì lòng tin vào câu A-di-đà Phật không đủ, cho nên đưa vào cái phương pháp gọi là diệt nghiệp, tiêu nghiệp trước rồi mới vãng sanh sau. Làm gì mà 10 biến chú Đại Bi mà người ta tiêu nghiệp? Đâu có dễ dàng như vậy. Thì vô tình là mình biến cái pháp đi thắng về Tây Phương bằng tín nguyện hạnh cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà. Người ta đi bằng cái là 10 niệm tắc sanh, thành ra là diệt nghiệp trước. Dễ gì mà 10 biến chú Đại Bi mà diệt nghiệp được. Vô tình chúng ta chuyển mất cái hướng của hồn niệm. A-di-đà Phật phát nguyện là 10 niệm tắc sanh hoàn toàn, Ngài không nói về cái chú Đại Bi. Như vậy thì hỏi rằng là tụng chú Đại Bi đúng sai? Không nói đúng được mà cũng không nói sai được. Đúng sai tùy trường hợp. Nếu thực sự là người quyết làm tiêu nghiệp, tụng chú Đại Bi tốt. Còn nếu mà đi về Tây Phương Cực Lạc gọi là đới nghiệp vãng sanh, một lòng đi thẳng. Nếu mà chỉ vì thêm vào nó thành ra là vô tình cái sau này cái pháp hộ niệm thành là cái pháp cần phải tụng chú Đại Bi nè, kinh Địa Tạng nè, tụng gì đó, Từ Bi Thủy Sám nè, rồi tụng gì nữa, tụng đủ thứ, làm thành ra làm cái khóa tu chứ không phải là hộ niệm nữa. Nó xen tạp đi, không cách nào có thể cứu vãn được. Cho nên mong chư vị phải nhớ, khi mà mình học thì phải học cho rõ. Thầy của ta là ai? Thầy chúng ta là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đô nhiếp lục căn tinh niệm tương kế bất giả phương tiện từ đắc tâm khai. Câu này là câu Ngài nói. Đóng tất cả lục căn lại. Tinh niệm là thành tâm niệm câu A-di-đà Phật liên tục, không nhờ vả bất cứ một phương tiện nào, tự tâm mình khai mở. Rõ ràng, cho nên chúng ta đi phải có hướng đàng hoàng. Cho nên khi mà một cái người nào vì một cái gì đó, một oan gia trái chủ, người ta nói tôi thích cái chú Đại Bi, giờ tụng tôi ba biến chú Đại Bi thì tôi mới bỏ cho. Được, tôi sẽ vì cái oan gia trái chủ này báo đời quá, tôi tụng cho, thành tâm tôi tụng cho Ngài thôi, tôi tụng xong Ngài vui vẻ Ngài bỏ đi. Đấy là trường hợp riêng, chứ không phải trường hợp chung, phải tất cả mọi người chỗ nào người ta cũng bày vẽ như vậy. Hiểu được như vậy, chúng ta phải không được thêm bớt một cách tự động. Đây là không phải lời răn nhắc cô Dư Âm, mà chính Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hiện thông trong đời này, chính là Ấn Quang Đại Sư đã nói rất kỹ chỗ này. Chư vị thêm được thì tôi thêm cũng được, mà tôi thêm được thì người kia thêm một được. 100 người thêm vào thành ra cái pháp này không còn là chánh pháp nữa. Và chư vị thêm vào, chư vị tưởng là ngon thêm vào, nhân quả sau này chư vị chịu lấy. Mong chư vị hiểu được như vậy. Phải nói là tổ dạy sao mình làm vậy. Còn những chuyện mà gọi là uyển chuyển thì chúng ta phải nói rõ, vì cái hoàn cảnh tại chỗ của cái buổi hộp niệm này, của hộp niệm này chúng tôi mới làm như vậy, là tại vì do cái nhu cầu riêng, cho hoàn toàn pháp hộp niệm không có bề bế như vậy. Chư vị thông cảm không nè, nhất định làm cho đúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.